dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Đây là bước phát thanh huyện Đông Hòa. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% mức phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin. Do vụ chiêu em với tổng kinh phí lên tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm từ 2011-2016. Ngày đầu tháng 11, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và